Thưa quý vị và các bạn, huyện Ân Thi được định hướng xây dựng phát triển trở thành một trong các trọng điểm phát triển công nghiệp của tỉnh Hưng Yên. Thực hiện mục tiêu này, huyện Ân Thi đã và đang tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư. Bằng cách làm thấu tình đạt lý, tổ chức thực hiện đồng bộ, nhất quán, công khai, minh bạch và giữ nghiêm kỷ cương, trong năm 2022, huyện Ân Thi tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao của nhân dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư. Các công trình giao thông, hạ tầng trong các khu cụm công nghiệp đã và đang được triển khai thuận lợi. Chỉ trong 2 tháng giữa năm 2022, Ân Thi đã giải phóng mặt bằng được trên 500 ha cho các dự án khu công nghiệp sạch, cụm công nghiệp Quảng Lãng, Đặng Lễ. Triển khai hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng khu công nghiệp số 3, số 5, cụm công nghiệp Văn Nhuệ. Cái việc giải phóng mặt bằng chúng tôi đấy là một bước đầu mà chúng tôi đã phấn khởi rồi. Nhưng kể từ nay chúng tôi lại càng mong muốn hơn là dự án sẽ sớm về với chúng tôi cho con cháu chúng tôi được hưởng lợi. Theo tôi thì ở Ân Thi rất tiềm năng, rất là thuận lợi. Thứ nhất là về giao thông, hạ tầng giao thông rất phát triển, và thứ hai là nguồn nhân lực cũng rất dồi dào. Trước tiên là Đảng ủy đã ra những nghị quyết là triển khai về các chi bộ như là các ngành đoàn thể là tập trung tuyên truyền nhân dân về chủ trương thu hồi, mục đích để phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh. Thì đến thời điểm này chúng tôi đã thực hiện tốt công tác đó. Theo kế hoạch, đến năm 2030, trên địa bàn huyện Ân Thi sẽ có 4 tuyến quốc lộ và 7 tuyến đường tỉnh đi qua. Hệ thống giao thông tiếp tục được mở rộng nhằm phát huy tối đa lợi thế của huyện để đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển bền vững các lĩnh vực. Cùng với đó, trên địa bàn huyện Ân Thi sẽ có 12 khu công nghiệp như các khu công nghiệp trong khu công nghiệp và đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt, khu công nghiệp Văn Nhuệ Hoàng Hoa Thám và khu công nghiệp Bãi Sậy. Theo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, chúng tôi chuyển khoảng 4.000 ha sang làm công nghiệp. Để được sự đồng thuận của người dân thì chúng tôi phải tích cực tuyên truyền về các cái chế độ chính sách công khai minh bạch để bà con hưởng ứng rất là cao. Trong tương lai thì chúng tôi sẽ là làm công nghiệp tại huyện, không phải đi ở các huyện bạn, tỉnh bạn. Bằng các việc làm thiết thực hiệu quả, huyện Ân Thi bước đầu thành công trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông, dự án đầu tư hạ tầng các khu cụm công nghiệp trên địa bàn, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và thu hút nhiều nhà đầu tư sẽ là động lực thúc đẩy Ân Thi bứt phá phát triển nhanh, bền vững, đưa huyện trở thành một trong các trọng điểm phát triển công nghiệp của tỉnh Hưng Yên trong tương lai.